Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai, kênh chia sẻ cùng nhau phát triển. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe. Các bạn thân mến, đến hẹn lại lên hôm nay ngày 26 tháng 10, 2020. Năm Thu lại đến cái vườn kiển của anh Nguyễn Dũng, tọa lạc tại khu phố 7, đường Lê Thị Riêng, phường Thế An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh để chia sẻ với các bạn một số mẫu cây, cây kiển, cây giống cũng có, mà cây phôi cũng có, mà cây thành phẩm cũng có để cô bác và anh chị có sự lựa chọn. Các bạn thân mến, thì Nông Thu vẫn giữ quan điểm là không tham gia mua bán. Mọi liên lạc các bạn vui lòng gọi cho anh Dũng theo số là 0979717174. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp anh chàng Nguyễn Dũng quen thuộc để Dũng chia sẻ với các bạn ha. Hello, chào Dũng. Dạ, chào anh Nam và chào các bạn. Hôm nay Nguyễn Dũng cũng như mọi khi, cũng như mọi lần, cũng quảng cáo vừa phôi vừa những cái phôi và anh em chơi vào những cái thành phẩm giá cũng hữu nghị, không có cao gì, vừa đủ tầm chơi thôi. Rẻ thì nói tiếng rẻ thì cũng có rẻ, mà bình thường cũng bình thường. Đây là một cái giá dành cho các bạn mới bắt đầu chơi kiển ha. Giá hợp lý dành cho các bạn chơi kiển. Em mang tiếng vườn, em mang tiếng nhà vườn thì em cũng mới làm thôi, nhưng em thì bán theo cái giá online, giá rất thấp để cho anh em chơi. Và cũng xin giới thiệu về cây ngày hôm nay. Rồi mình sẽ chia sẻ cái cách thức kinh doanh của vườn nhà mình đi. Cách dẫn mọi khi, cách thức mua bán kinh doanh dẫn mọi khi như là em bao ship toàn quốc. Và những cây nào giá trị cao thì mong cô chú bác chuyển cho em khoảng 30 hoặc 50%. Em sẽ chuyển cây cho. Nói chung hình thức thì như nhau hết, không có thay gì thay đổi. Rồi không làm mất thời gian của cô bác và anh chị, chúng ta tiến hành làm việc thôi Dũng ơi. Em số 1 em đầu tiên, hình như là phải là cây sam lá nhỏ không? Cây sam hạt gạo. Hạt gạo hả? Hạt gạo. Em về em đợt này em có mấy cây? Có 4 cây. Rồi hôm nay mình có nhập về sang hạt tắm không? Dạ, hạt tắm thì chưa có. Hạt gạo thôi. Chỉ có hạt gạo với hạt cám. Chỉ có hạt gạo với hạt cám thôi hả? Dạ, tắm chưa có hả? Tắm là em đây. Đó, đây là sam gạo ha. Về lô mới ha, mấy lô kia em bán rồi ha. Em về cũng được mấy cây à. Này, chuyến này em về được 4 cây. 4 cây. Sam gạo, sam hộp gạo, lá nhỏ như hộp gạo. Thì, đổ chiều đổ nó khoảng 30. Cho 30 thôi. Ngang nó khoảng tầm 22. À, cao thì có đường 12 13 thôi. Đây em ship luôn chậu ha. Cái này cái số 1. Em chờ giá là 400 ha. 400. À đây là hàng đã bao ship các bạn. Hàng bao ship mà. Giá này giá cả ship toàn quốc là giá rất là mềm. Giá hạt gạo này giá cây giống và phôi. Khó ha. Rồi, 400.000. Dạ 400.000. Rồi, hai cũng vậy ha. Rồi em xưa. Dài ngắn hơn nhau chút chút ha. Đây, dài ngắn hơn nhau chút chút ha. Khỏi đo. Kiểu dáng thì giống như nhau thôi, nhưng nó chỉ xê lệch khoảng 9-10 không? Dạ. 9-10 dạ. Cũng 400.000 cái số 2, 400.000 em về được có 4 cây nha. Mấy cây trước em bán hết rồi. Cũng có anh em ta hỏi á, mà cũng hạt gạo luôn nha. Đây. Cây số 3 cũng 400.000 bao ship luôn nha. Cây nó tán ngang rộng xây xích nhau chút chín 10 400.000 3 cây. Sam hạt gạo đợt hàng kỳ này chúng ta nhập về có 3 cây, chào giá 3 cây. 4 cây. Dạ các bạn. Rồi, tiếp tục chia sẻ. 4 cây. Đợt này chúng ta nhập về là 4 cây linh sam hộp gạo. Dạ, linh sam hộp gạo. Có linh sam hộp lúa không? Dạ, có luôn. Mà chưa giờ chưa xuất hiện nữa. Chưa xuất hiện phải không? Còn dím hàng phải không? Hạt lúa đã dím hàng phải không? Dạ. Rồi, cây cũng 400 ngàn ha. Em có 4 cây, nếu mua hết 4 cây em giá ưu đãi nha. Rồi, ok. Dạ. Rồi, đây là tới cây kim quýt. À, phôi kim quýt các bạn. Phôi kim quýt ha. Phôi nha. Phôi các bạn, đây là hàng phôi. Hàng phôi thì mình chỉ đo phôi thôi ha. Mình không có đo những cái nhánh. Thành ra khi mà chuyển đi có thể nhánh con nhánh lại hoặc là túm nhánh lại. Khi mà trường hợp nhánh nó có dập, có gãy thì các bạn thông cảm bởi vì bán hàng phôi. Đây hoành 11 ha. Cái đế thì bự ha. Đế bự nhiều rồi. Nó cao ha. Rồi, K35 ha. Rồi, cây kim quýt này em chào giá là 400.000 cây số 5. 400.000 bao ship ha. 400.000 cây số 5, kim quýt số 5. Rồi xin mời em cây số 6. Cũng là cây phôi ha. Số 6 cũng là phôi kim quýt.
Cái này tại em buồn buồn vô kẽm chơi ha. Cái em bán phôi nha. À, bán phôi các bạn. Không có tính nha. Ế quá ngồi vô kẽm chơi hả? Dạ, buồn buồn vô kẽm chơi. Đủ lục quá. Đủ lục quá, ế quá không? Rồi, hoành 11 luôn nha. Cao tầm 30, 25-30. Cao 25 ha, 22. Rồi. Nè, không đo tán ngang tại cây bán phôi nha. Mấy bán cái này em giữ được, giữ được, em cắt bỏ nha. Ừ, cây phôi mà, mình bán đây là dạ. Xác định là bán cây phôi. Nhánh mình để cho nó đẹp thôi, nếu mà để được thì để đem được, mình bỏ nhánh đi cũng không sao, tại mình bán hàng phôi. Rồi, cây số 6 em chào 400 ngàn luôn nha. Rồi. Rồi, xin mời em khác. Cây số 7. Cũng vậy luôn. Thấy gì người ta buồn buồn, có kiếm thì buồn buồn. Vô dây, tập vô dây dây. À, tập vô dây phải không? Sao này thành nghệ nhân, chuyển sang đi làm mướn chứ không bán nữa không? Bành 16. Thì nghệ nhân đi làm 25 đi. Nghệ nhân đi làm mướn cho người ta. Dạ, cây cũng 23, 25. Đó. Đó, cái này cũng chào giá cũng 400 ngàn nha. Bao ship toàn quốc đó nha. Cây số 7. Rồi. Cây số 8, cây này thì cao quá. Cây này các bạn có thể chế tác thành dáng bay. Nếu không thích thì các bạn về các bạn tề lại ha. Dạ. Mình có thể mình tề ngắn là được mà, hàng phôi mà. Rồi, quanh 13 ha. 12, 13. Cao 47 ha. Cái này cũng chào giá là 400 ngàn nha. Bao ship toàn quốc ha. Cây số 8. Cây quýt em có, em cũng còn nhiều nha. Em nhập về nhiều á, em lên mỗi clip 5 cây, 5 cây. Rồi, xin mời. Anh em là có nhu cầu thì cái việc tới vườn hoặc là hoặc nói em quay cho coi ha. Nhấc máy alo gọi 0979 71 71 74 là có Dũng có mặt liền. Dạ. Dũng xuất hiện liền. Nhanh gần như tôm của không 15. Luôn á. À. 45 à. Giờ cao khoảng 20, 22 vậy. Rồi. Cái này em chào giá 400 ngàn nha. 400 ngàn. Phôi. À, kim quyết. Quốc tịch Việt Nam. Dạ. Rồi. Rồi. Tiếp tục chia sẻ các bạn. Hai cái phôi này là coi cây gì đây, cây giống gì đây? Cây ngọa tùng. Ngọa tùng. Ngọa tùng. Bự bằng ngón... Út em nha. Ngọa tùng dành cho các bạn chế tác là chơi cái dáng đổ cũng khá hay. Dáng nào cũng được hết. Cây ngọa tùng này chào giá là 200 ngàn cái số 10. Cái số 10 em chào giá 200 ngàn ha. Cái ngọa tùng ha. Ngọa tùng này em cũng sửa vô dây chơi tùm lum ha. Ngọa tùng. Ngọa tùng, chữ ngọa là trong ngọa hổ tàng long. Rồi, ngọa tùng. Chào giá 200 ngàn cái số 11 ha. Giá bèo nhèo luôn á, mua số nhiều em giảm giá nha. Đó. Rồi, tiếp tục. Số 12. 12, 13. 12, 13 luôn nè, 1 cây 200 ngàn. À. 1 cây 200 ngàn. À, cây nhỏ cho lên 2 cây luôn. Đó, 2 cây. Vì nắng quá. Lên. Bằng ngút em nha. Đó. Mã tùng, người ta còn gọi là tiết tùng vậy đó. Rồi, mỗi một cây 200 ngàn, hai cây 400 ngàn. Có thể mua ghép chung với nhau được nha. Đơn giá 400 ngàn trở lên em bao ship 5 năm ha. Rồi, ok. Cây này 200 luôn hả? Rồi, cây 200 luôn. Ở trên 400 ngàn là Dũng chuyển ship. Thành ra khi các bạn mua những cây có đơn giá thấp, các bạn mua ghép ha, cho đủ số lượng 400 ngàn. Còn cây để anh em ai muốn sửa sao sửa. À, đây là cây này hàng zin. Dạ, chưa cây đụng chạm gì vô hết. Giờ các bạn chỉ thích thì rước em nó về. Các bạn muốn cho nó thẳng thì nó thẳng. Cho nó cong thì nó cong. Cho nó cọp thì nó cọp, muốn thích gì thích. Ờ, cây cũng 200 ngàn luôn nha. 200 ngàn. Ngoài số 14. Ừ, 14. Đây, cây phôi trang. À, tiếp tục chia sẻ các bạn, mã số 15 là một cái phôi bông trang. Dạ, phôi bông trang. Rồi, phôi trang à. Hoành 15 ha. Hoành 15, cao có tắt rồi. Cái số 15 này em chào giá 400 ngàn ha. 400 ngàn, khoai trang. Yeah. Yeah. Các bạn có thể dùng chầm để mình chơi cái bonsai mini để bàn. Yeah. Cái số 16 ha, cũng là phôi trang. À, em cũng xin nói là hai cái phôi trang này cũ là còn lại của cái anh gì? Anh Tuấn anh gì đó.
ảnh đặt anh mua rồi, nhưng mà khi kêu đọc số điện thoại kêu số này bỏ xuống, cái khách khác điện tới cái quên mất số. À, cái như lạc số của anh ấy hả? Lạc số giờ không biết, anh Tuấn đó anh có lấy thì anh liên lạc lại em ha. Em xin lỗi tại vì em không thấy liên lạc lại, em phải lên giá lại để cho anh thấy lại, người ta thấy. Ừ, báo giá lại phải không? Dạ. Cây số, quên xin lỗi, hoành 13, cao khoảng 2 tấc đi, bao 22. Đây, để đây. Em chào giá là 500 ngàn, cây số 16 ha. Anh Tuấn, anh mà thấy, anh điện lại cho em nha, em mắc cái số á. Khi, em cũng xin nhắc lại, khi anh em ấy đọc số, đọc địa chỉ, nhớ đọc luôn em số điện thoại. Chứ đừng kêu là số này, cái em buông xuống, khách điện lại, cái hai ba người điện lúc à, nhiều lúc quên ha. Em bó tay luôn, không biết chỗ nào, em điện hỏi tùm lum, không biết. Để là tin nhắn không được. Dạ, cây số 16, chào giá là 500 ngàn ha. Ừ, tốt nhất các bạn để lại tin nhắn, để lại số điện thoại, tin nhắn. À, tiếp tục cái đó cái gì cái trang? Phôi trang văn bài. Vàng luôn anh. À, trang vàng ha. Trang vàng. À, phôi trang này có cái góc đẹp. Góc rất đẹp, bự. Ừ, các bạn về không thích thì các bạn sạc lại. Sạc cái bỏ nhánh bay đi, bạn nào thích để bay thì để. Để không, nó bự đúng không? Không thích để bay thì sạc nhánh bay đi. Để nó xăm mấy á, xăm 7. Sao tới đây luôn. Đó Hoàng Thăng nha. 18. Cốt của nó ở đây là gần 12 cho 11 đi, 11. Tháng 3 nó là 56. Cây số 17 em chào giá là 900 ngàn nha, em bao ship luôn nha. 900 ngàn. À. 900 ngàn giá là có ship. 900 ngàn bao ship luôn. Để nó thấy nè. Thấy. Rồi. Rồi xin mời em khác. Rồi, tiếp theo là cây sa mạc gạo ha. Sa mạc gạo. Em còn 5 cây nha. Cái này em còn 5 cây. Lô này về hết rồi, còn 5 cây. Không biết kịp lớp lô sao có lấy kịp không biết. Đây cũng bằng ngón tay út em ha. Lớn cây bút bi chút, nhỏ ngón út chút. Đây. 5 cây nha, 1 cây 200 ngàn ha. Cây số 18 ha. 200 ngàn. Giờ cây số 19 cũng 200 ngàn ha. Cây 19 200 ngàn luôn nha, cũng giống vậy nha. Còn có 5 cây thôi nha. Còn 5 cây nhỏ thôi. Không biết đợt này về còn không thì không biết nha. Rồi. Cây số 20 cũng 200 ngàn. Đơn giá 400 ngàn lên em bao ship nha. Đây. Cây số 21 cũng 500 ngàn. Ê quên xin lỗi, cây 21 200 ngàn. 21 là 200 ngàn nha các bạn. 200 ngàn hết mấy cái lô. Nông thôn nhắc lại. Bán đồng giá mấy cái lô này, bán đồng giá. Đồng giá chứ không ngàn. Không có cái chuyện mà nhảy từ 2 đến 5 ha. Xin lỗi. Cùng một giống mà cùng một trạng mà không có chuyện mà nhảy từ 2 đến 5. Dạ, em còn có đúng 5 cây này nha. Thôi Dũng, ăn giá không được bỏ Dũng ơi. Dạ, xin lỗi, chịu không nổi. Chịu hết nổi luôn. Ăn gian quá hớp. Ăn gian quá. Đúng rồi. Rồi. Rồi 200 ngàn nha. 200 ngàn, sao hộp gạo. Cây nó có vô đó mà nặng gì? Cái chậu nặng á không? Ừ. À, tiếp tục chia sẻ các bạn cái tùng, đây tùng gián đổ. Cây số 23. Ừ. Cái tùng gián đổ ha. Okay. Để đây. Rồi, cứ xoay đi. Thấy đế nè. Thấy chứ. Rồi. Đó, cái tùng. Tùng La Hán ha. Tùng này anh Năm nói là tùng trái ha Năm. Cái gì? Em coi thấy trái không? Trái à. Cái trái nó đeo sát vô nách lá đó. Tròn tròn đó là tùng trái. Còn cái kia nó mà em chụp cho anh cho anh kêu tùng này quả tùng trái. Không. Cái tùng nào mà mua tùng trái quên rồi đó anh. Ừ. Coi lại cái này nha, tùng trái nha. Cái tùng bông đó, nó có cái ngồng, có cái ngồng nó dài khoảng chừng hơn một phân. Dạ, hơn rồi. Một phân nó màu trắng. Đó, trắng cái nó, khi mà nó già nó khô quắp là giống như sâu rớm á. Đúng rồi. À. Đó là gọi là cái tùng bông, còn cái tùng trái là nó có cái hộp trái. Ê Dũng, khi mà nó đậu thành cái trái tròn quay à, lòng thòng cái trái. Bông giống như bằng trái hải châu á. À dạ. Ừ, cái đó là cái bông của nó thôi á. Bông nó thôi hả? Ừ, cái bông của nó chưa thành trái, cũng có thể anh nói là cái bông nó chưa thành trái nhưng mà cái loại này nó có trái, hiểu không? Dạ, cái loại trái nhỏ. Ừ, nó nhỏ nhỏ. Dạ. Nó tròn tròn như bình hồ lô á. Đây, để nó tới 50 56 nha.
Ông nói cũng đúng là nó, ý ông nói là cái dạng nó có bông nó chưa có trái, chắc là ông nghĩ như vậy. Bữa em quay cái đó luôn, ảnh cũng kêu không. Không, cái này cái trái này, cái tuần cá. Quanh nó 13. Quanh 13. Cái dáng đổ rồi. Bữa hổm vô vừa thấy trái quá trời luôn. Đổ khoảng tầm 70 nha. Đó. Ngang của em nó là 50. Rồi, cái tùng lá háng này dáng đổ số 23. Số 23. Giá là 1 triệu em bao ship luôn, ship luôn cái chậu nha. À 1 triệu. À 1 triệu cái tùng. Đây, bộ đế này rất đẹp. À tùng này về các bạn chịu khó nếu mà quan đi là dây kẽm ha. Dạ. Cái này đi dây kẽm chưa có đi thì đánh hơi quỳnh quang chút. Em có một số em vô dây kẽm mà kẽm mình vô rồi mình phải cắt tỉa cái nó xấu cái cây. À. Phải chờ nó ra nữa. Nếu thôi, mà vô dây kẽm. Vô dây kẽm mới chờ cho nấm tàn mới ra cây dạ. Được. Mới ra cây được, có vô nhiều mà ấm tàn mới ra cây rồi thôi. Chờ lâu quá thôi em để về anh em nào chơi á. Chơi á, đây là nó cái dáng là dáng cơ bản rồi. Vậy dạ. Các bạn về các bạn uống lại ha. Dạ. Cây số 3 trời giá là 1 triệu ha. 1 triệu. Có chừng để cao để cái nhánh nó nhánh độ nó gãy. Rồi. Tiếp tục chia sẻ với các bạn cái bông trang màu đỏ dáng bay 2 tầng. Dạ. Cái này bay. Cái này chế tác thành 3 tầng luôn. Trang đẹp anh. Ừ. Bay. Dạ. Đấy để anh mà. Thấy. Để đó. Cái số 24 ha. Để nè. Mặt tiền đây anh không? Đẹp ha, rồi đo đi. Em đo này tổng quanh không được. Nó nằm dưới rồi. Thôi đo một cái thân, một cái nhánh. Em đo một cái nhánh đi, nhánh nhỏ à. Nhánh nhỏ nha. Nhánh nhỏ là 15 à. Đo nho thử cái nhánh lớn thử nha. Tầm 16, 17 á. Rồi, 16 đi. 16 mấy cho 16 đi. Đó, đây là cái tầng 3 nha. Chiều bay đó là 100 đi, 100. Nó cao 50. Cái này nó liền da rồi nha, nó ăn vô là liền vô luôn trong nè. Đó, bên ngoài em vẫn chét cho nó tính nha. Đây là nó liền rồi anh. Vô trong nó cần. Cái bài sẽ ra quay cho nó đẹp. Rồi. Đấy rất đẹp ha. Cây số 24 này em chào giá là 4 triệu nha. Em bao ship luôn nha. 4 triệu. Dạ. Tí lấy cái ấy đắp. Cái khăn. Đắp cái rễ. Đó. Đó. Cây dáng bài. Dáng bài rất đẹp. Cây. Xếp luôn chậu. Xếp luôn chậu. Bao ship toàn quốc nha. Giá 24 chào giá 4 triệu. Số 24 được chào giá 4 triệu. Dạ. Cái này các anh em đưa em trước 50% hay 30% em chuyển nha. Cái chuyện nó dướng nó gãy nó nhánh anh bà. Đây, cây bằng lăng. Tiếp tục chia sẻ các bạn, bằng lăng bảy. Phôi bằng lăng đã bén rễ rồi. Nói như là ok là vừa uống là thành phẩm à. Uống là nó uống chút là ra thành phẩm à. Để em chưa uống. Cái này là ok rồi ha. Tổng quanh nó là 59 ha. Cao 70, cao tới đây. Cái này bằng lăng này cũng khỏi đo thăng anh ha. Rồi, đo nguyên cụm đi, cụm rồi. Ok vậy cứ xây thôi mà. Dạ. Cây này chào giá. Chào giá, cây số 25 chào giá là 900.000 em bao ship nha. 900.000 bao ship. Bằng lăng. Cây em bao ship, ship chậu luôn. Cây này lên chừng khoảng 2 tháng nữa là mình uống ra thành phẩm. Rồi ok. Các bạn lưu ý, lô hàng được chào giá vào ngày 26 tháng 10. Mọi liên lạc các bạn vui lòng gọi cho anh Dũng, Vườn Kiển Nguyễn Dũng. Số điện thoại và Zalo là 0979 71 71 74 các bạn ha. Rồi Dũng ơi, mình cho em khác lên đi Dũng. Cái này mua về khỏi sợ chết thôi. Nó lên rồi, nó bén rễ rồi các bạn. Bén rễ nó đâm tược rồi, nó cứng cây rồi. Tiếp tục chia sẻ các bạn cây bông trăng vàng một cốt. Một cốt à.
đây, một cốt. Số 6. Cốt nó mà bự hơn ngón tay cái em ha. Nó bằng 9-10-11. 10-11. 9-10-11 cho chính xác đây. Nó có hơn chung chung tầm nữa à. Em đo sơ nó này trống thì em đo sơ được. 10 nè. Đó. 9-10-11. Đó. Đơn giản cho nó dễ. 60 ngang 60. Cao 65. Cái chân vàng cũng từng chậu, em nhổ em lỡ lên nha. Em không có bao chậu nha, con xếp chậu, em chỉ bỏ bầu ra đó để trắng bách thôi. Rồi, cái chân vàng này em chào giá là 400 ngàn, cái số 26, 400 ngàn. Em bao ship toàn quốc ha. Núp núp nó quá trời. Là búp búp quá trời. Rồi. Rồi, tiếp tục. Số 27 cũng cái chân vàng một cốt. 27 chân vàng một cốt. Cốt này hơi bự á. Cốt này nó cũng em cho 10-11 đi, 9-10-11 đi. Nó kể 9-10-11, khoảng nào cũng được. Chứ nó khoảng nó tầm tầm 11 rồi đó. Em đo chuẩn chuẩn. Rồi. Cao 60. 8058. Rồi. Cốt nó 9-10-11 nha. Em đo luôn. Đây có tới 11 rồi. Một máy cho 11 đi. Thì một máy cho 11 đó. Cái này em chờ cây số 27 em chào giá là 400 ngàn ha. 400 ngàn. Em dở lên nha. À, nó thường chậu rồi, rễ nó bó chặt vô xung quanh thành chậu rồi. Nó khác cây chưa thường chậu nha. Cây chưa thường chậu mà dở lên cái nó đổ hết nó bể. Dạ. Giá nó khác nha anh Năm. Tiếp tục chia sẻ với các bạn cây bông trang màu hồng. Hồng phấn. Hồng phấn rất là đẹp ha, một cốt. Một cốt ha. Không à, đó. Cái này cốt còn 9-10 luôn. 10. Cao 84. Cao 80 đi. Ngang 50. Đây, cây phấn hồng ha. Cây này cũng từng chậu. Hồng mà phấn. Chậu này bể rồi, em hồng để phấn, luôn. Cây hồng phấn. Bể cho nó bể luôn. Tại mấy chậu kia mà có ship nó cũng bể rồi. Rồi. À, cây hồng phấn này chào giá là... Ủa sao cái giá vậy? Bể cái miếng dĩ vậy vậy? Đây, đây, đây. Thôi, cái số 28 chào giá 500 ngàn. Còn miếng dĩ hơn quá, còn miếng để mà... Á, kìa, dạ, chửi chỗ xíu vậy số. Ai cũng tưởng cái gờ ta đụng vô. Tự nhiên... Dạ, cái hồng quán chào giá là cái số 28 hồng quán này chào giá là 500 ngàn, em bao ship luôn nha. Rồi, à, xin... Tiếp lại luôn đi, để nó bể rồi. Để di chuyển đi nó bể. Rồi, tiếp tục em 29 là em trăng bụi màu đỏ. Cái 29. Đẹp quá ha, cây này dáng đẹp mà. Đẹp hết trời, nó nở ra nè. Nó nở với nó thẳng dáng lên đó. Vừa bớt vừa khen đẹp. Đây, cây nó tròn cây đẹp đó. Nó giót cây đẹp. À, trăng bụi màu đỏ thì đẹp nè, thấy đẹp. Trăng bụi. Anh nói lại này đi chứ. Trăng lùm. Ừ, đẹp cái này đẹp. Núp lùm hoài rồi, quen cái lùm rồi. Không có lùm này thoáng rồi núp cũng được nữa. Rồi. Tỉa rồi. 51. Tỉa thoáng rồi núp không được rồi. Ngang đó 90, tới 100 lần á, tới đây là 100 lần á. Cao 101, 113. Rồi, xây ra đi. Xong rất là đều cây. Em trang đỏ này được chào số 29 chào giá là 500 ngàn bao ship. Cây màu đỏ mà trang bụi mà thoáng cây các bạn, nó đều cây nó đẹp. Được chào giá bao nhiêu đi? Dạ 500 ngàn em bao ship. 500 ngàn bao ship, cây này giá rất là hợp lý các bạn. À, cây này đẹp nè. Rồi. Rồi tiếp tục. Rồi tiếp tục. Rồi, để đổi đi. Rồi nếu có điều kiện thì các bạn chơi cuối cùng đó, nếu có điều kiện các bạn chơi một cặp luôn ha. Đây em thứ hai cũng là đều rất là đều. Rồi. 9-10 với nhau các bạn, 9-10 với cái em số 29 rất cây là 30. Cây 30 cuối cùng anh ạ. À, rất là duyên cây, rất là duyên cây. 26 ha. À. 10 ha. Hôm nay là báo giá vào ngày 26 tháng 10. Rồi báo cáo thông số. Cặp này quá đẹp luôn. Cặp đẹp. Đó đều cây.
Rồi 56. Anh 56. Cao 100. Đáng ngang 80. Cái này em chào giá, cây số 30, cây cuối cùng của lô báo giá ngày 26 tháng 10 chào giá là 500 ngàn bao ship toàn quốc. À, bông trang màu đỏ, bông trang bội cuối cùng chào giá là 500 ngàn, cũng là kết thúc chương trình báo giá vào ngày 26 tháng 10, 2020. À, theo ý kiến Năm Thu thì nếu các bạn chơi bông trang thì các bạn có điều kiện các bạn nên bút không một cặp rồi đi. Cây số 29 và cây số 30 là nó đồng thanh đồng thủ ha, nó rất là đẹp ha. Đều nhau à. Rồi, Năm Thu cũng đến đây cũng phải nói là chia tay với các bạn thôi, bởi vì những sản phẩm đã chào xong rồi. À, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết clip này. À, nếu các bạn thấy clip phù hợp thì các bạn nhấp like, nhấn chuông ủng hộ tinh thần cho Năm Thu, bạn đọc chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký để nhận được từ Năm Thu những cái video mới nhất. Và chúng ta sẽ gặp lại anh Trần Dũng Quang Thuộc để Dũng chào cô bác và anh chị. Dũng ơi, chào khách hàng đi nào. Dạ, em chào cô chú bác, anh chị trên mọi miền Tổ quốc, chào anh Năm. Thì đây là cũng là cuối clip rồi. Nguyễn Dũng cũng xin chúc cô chú bác được nhiều giàu sức khỏe, an lành và hạnh phúc, và luôn luôn ủng hộ kênh của anh Năm cũng như vườn kiển của Nguyễn Dũng. Xin cảm ơn. Rồi, bye bye các bạn yêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những lần phát sóng kế tiếp các bạn ha. Còn trong đó nhiều quá anh Năm. Nó còn nhiều mấy cây. Có xăm trái, xăm chiếc rồi nữa.